Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải với bài tập toán lớp 2 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài ngày, tháng. Bài số 1, xem từ lịch tháng 2 sau, điền số hoặc là chữ số thích hợp vào chỗ trống. Đây là từ lịch này là tháng 2 năm 2022. Đây cái cột này là của thứ hai, cột này là của thứ ba, cột này thứ tư, cột này là thứ năm, cột này là thứ sáu, cột này là thứ bảy và cột này là của chủ nhật. Tháng 2 có bao nhiêu ngày? Ngày tháng 2 này có 28 ngày. Như vậy chúng ta điền cho số vô đã 1, 2, 3 đây là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tới 13, 13 tới đây 14, 15 tới 16, 17, 18, 19, 20, 21 tới 22, 23 tới 24, 25 tới 20, 16, 27, 28. Ngày 3 tháng 2 là thứ ngày 3 đây. Tháng 2 là thứ này là của cột này là cột thứ 5. Là thứ 5. Tháng 2 có chấm chấm ngày chủ nhật. Đây cột này của chủ nhật. 1 2 3 4. Vậy là 4 ngày chủ nhật. Ngày cuối cùng của tháng 2 là ngày ngày thứ mấy đây? Thứ hai, ngày 28. Thứ năm tuần này là ngày 10. Thứ năm đây. Thứ năm ngày 10 của tuần này là ngày 10. Thứ năm tuần sau là ngày, tuần sau là tuần tương lai. Tương lai là đây. Nó cũng là thứ năm ngày 17. Một tuần thì chúng ta sẽ có là 7 ngày. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 2. Xem từ lịch tháng 3 sau. Câu A, viết tiếp các ngày còn thiếu. Đây là tháng 3 năm 2022. Cũng tương tự giống như từ lịch đây. Thì đây là cột thứ 2, cột thứ 3, cột thứ 4, cột thứ 5, cột thứ 6, cột thứ 7 và cột chủ nhật. Chúng ta viết vào 6, 7 là ngày thứ 8, 9, 10, 11, 12 tới ngày 10, 13, 17 tới 18, tới 19, 20, 21, 22 tới 23, 24, 25, 26, 27, 28 tới 29, 30 tới 30, 11. Rồi, tiếp theo. Câu B. Tháng 3 có chấm chấm ngày. 31 ngày. Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3. Đây, 20 tháng 3 đây. Chủ nhật tuần trước là ngày. Tuần trước là quá khứ. Quá khứ như vậy là ngày 13. Nó là ngày 13. Chủ nhật tuần sau, tuần sau là tương lai, tương lai là ngày 27. Ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm nay là thứ 8 tháng 3. Đây, ngày 8 tháng 3 đây. Đó là thứ 3. Rồi, còn đúng một tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3. Hôm nay là thứ đúng một tuần nữa. Một tuần có 7 ngày. Đó là ngày 1. Như vậy là hôm nay là thứ, nó cũng là thứ 3. Và ngày là ngày 1 tháng 3.
Chúng ta qua trang tiếp theo. Viết tiếp vào dấu chấm cho hợp lý. Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ tư và thứ bảy. Tham gia câu lạc bộ mỹ thuật vào thứ năm và thứ bảy. Thứ bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên năm học cả hai môn. Tiếp theo trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày 12. Như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Một tuần là có 7 ngày. Như vậy người ta họ nói là bây giờ là cái thứ bảy là ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên năm học cả hai môn. Như vậy Nam này học hai môn thì tiếp theo thì trong tháng 3 Nam sẽ học cả hai môn vào ngày 12. Như vậy là năm số Nam này nè, số Nam là chúng ta cộng cho 7 là bằng 12. Rồi 12 là ta cộng 7 như vậy là bằng 19. 19 mà ta cộng 7 tiếp là ngày 20, 26. Ngày 26 ta cộng 7 tiếp thì ra ngày là 33. Ngày 33 thì nó là không có. Chúng ta tháng nhiều nhất là 31 ngày. Được rồi, 31 ngày. Mà đây là chúng ta cộng thêm nữa thì nó ra là 33. 33 là không có, không có tháng nào có 33 ngày hết. Chỉ có là cao nhất là 31 ngày. Tháng 3 là đó là 31 ngày. Như vậy chúng ta chỉ có là ngày 5 rồi cộng 7 là 12. 12 cộng 7 19, 19 là cộng 7 là 26. Chúng ta tiếp tục qua bài số 4. Nếu tháng trước là tháng 4 thì tháng hiện nay là tháng trước là tháng 4. Tháng hiện nay là tháng 5. Nè, tháng 5. 2 tháng nữa là tháng 5. Tháng 5 mà ta cộng 2 tháng nữa là tháng 5 này, tháng 6, tháng 7. Tháng 7. Nếu tháng sau là tháng 10, 12. Nếu tháng sau là tháng 12 thì hiện nay là tháng 12 thì bây giờ là nó tháng là tháng 11. Ba tháng trước là tháng. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 3 tháng trước là tháng 11. Như vậy thì chúng ta sẽ trừ cho 3 tháng trước thì ra là tháng 8. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.